bộ sách thần tốc chinh phục ngữ pháp tiếng Anh trung học cơ sở và luyện thi vào lớp 10 cơ bản và nâng cao, được biên soạn hệ thống lại toàn bộ các chuyên đề ngữ pháp tiếng Anh của trung học cơ sở và ngữ pháp trọng tâm ôn thi vào lớp 10. Nội dung sách được thiết kế đa dạng, phong phú, đầy đủ các dạng bài tập. Có lẽ đây sẽ là cuốn sách đầy đủ nhất, đáp ứng được mọi sự thay đổi theo thời gian, theo các cấu trúc đề thi. Mỗi chuyên đề ngữ pháp bao gồm: A. Lý thuyết ngữ pháp được giải thích tóm tắt theo sơ đồ, cô đọng xúc tích, rõ ràng, dễ đọc, dễ hiểu, dễ nhớ và đều có ví dụ minh họa. B. Thực hành tự luận, các em sẽ được luyện tập các dạng bài tập tự luận từ cơ bản đến nâng cao theo từng chuyên đề ngữ pháp. Trắc nghiệm, các em sẽ được luyện tập lựa chọn các đáp án A, B, C, D thích hợp nhất để điền vào chỗ trống. Sửa lỗi sai, đây là phần giúp các em đánh giá lại mức độ nắm chắc kiến thức sau mỗi chuyên đề ngữ pháp. Với 15 năm kinh nghiệm luyện thi, viết ra hàng trăm đầu sách tiếng Anh từ lớp 1 đến lớp 12, giáo viên và tác giả chuyên Anh Bùi Văn Vinh đã đảm nhiệm vai trò luyện thi chuyên Anh của rất nhiều các trung tâm uy tín. Các cuốn sách đã được xuất bản của thầy có thể kể đến: Luyện chuyên sâu ngữ pháp tiếng Anh, Chinh phục 4 kỹ năng tiếng Anh nghe nói đọc viết, Ngữ pháp tiếng Anh tiểu học cùng với tác giả chuyên Anh Đỗ Thị Lan Anh, người có nhiều năm biên soạn sách tiếng Anh, giúp nhiều thế hệ học sinh đạt điểm 9, điểm 10 trong các kỳ thi. Hai thầy cô tài năng và đầy kinh nghiệm này chắc chắn sẽ là minh chứng hữu hiệu nhất cho chất lượng của cuốn sách.